Ok, hello chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Home Kaka Vlog cuộc sống người châu Phi. Đây, hiện tại hôm nay cũng công việc ở nông trại mọi người. Đây là những cái tấm này đấy, những cái đấy, tấm này là tấm cỏ đán mọi người, cỏ là đán thành những cái tấm này đấy mọi người, tấm tránh đấy, đấy, đấy đán như này, đấy mình bảo mọi người đán rất là dày để cho mưa nó đỡ dột vào đấy, để mùa mưa. Ôi trời, có cái ổ gì đấy? Ổ gì đấy? Ổ chim. Ổ chim nhưng mà chim đã chắc là nở rồi. Đấy, giờ có một mỗi cái ổ khống nằm đấy. Đấy thì cái trẻ những cái nán này làm những cái tấm tránh như Việt Nam mình ngày xưa đấy mọi người. Đấy là hôm nay đang lợp lên cái nhà này. Thì hôm nay công việc chính của mình ra là tí nữa là sẽ xuống ở dưới lũ mọi người ạ. Lũ hôm nay nói chung là cũng gặp vấn đề rồi. Đấy, mùa khô này không có mưa mà trời thời tiết rất là lạnh luôn. Đấy, con đấy là đang lợp lên mãi đây, lợp lên cao cũng rất là vất vả mọi người. Thôi thôi chắc là cho mọi người nghỉ anh ạ. Em đưa nở đây, đây đưa vối ra đây, xuống ta xử lý cái ruộng lúa giờ kia mọi người. Hôm nay là nó okay, hello, chào các bạn. Nó gặp vấn đề. Yeah, así para in đấy á, amanhã vamos continuar. Agora vamos no carro tirar o saco a cá. Vamos meter aí no arroz. Só tem dois assim em cima, tem que ele é assim, né? Lá embaixo não tem. Aí, lợp lên này cũng như đó là ok luôn mọi người. Đấy, chưa sống lắm. Đấy, mới lợp được một mãi này. Vì từ sáng bây giờ là làm những cái tấm lợp này mọi người. Chắc là vừa mới lên đấy là được cũng chưa được một nửa nha, mới được một lỗi này đấy. Nó cứ để thế thôi đấy, bọn bây giờ xuống là cái vấn đề quan trọng dưới này mọi người. Vấn đề quan trọng là ở dưới này lúa đấy, lúa dưới này mọi người, lúa hôm nay đấy vì gió thời tiết nó rất là lành mọi người ạ, lành mà là không có mưa nữa nên là lúa nó bị vàng lắm, mà bị vàng rồi là không phải bị vàng mà còn bị đây này, này rêu đá đây này, đấy nó có cái rêu đá đây mọi người đấy, do đây những cái rêu này này, đấy mọi người, những cái rêu này đấy, đây luôn, rất là nhiều luôn, ở ruộng ấy. Đấy, những cái rêu này, đây luôn, đây ở ruộng luôn, đấy, bao nhiêu, rất là nhiều luôn. Rất là nhiều rêu đá luôn. Đấy, cả ruộng luôn mọi người. Đấy, rêu đá nha. Đấy, đó mình mà sẽ là abri. Đấy mọi người, mình mua ít vối bột đấy. Đấy, có khẩu trang đấy. Đã mặt cả ra ô tù rồi. Cả ra bếp xuống. Nói đây là phải vu vối này, phải bịt khẩu trang mà mọi người đấy, mấy ruộng bị rêu đái nhỉ, em nhìn hình như thế thấy báo buồn ruộng đấy, đấy rêu đá đấy, gọi là phòng ngừa hơn chữa bệnh đúng không, phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy. Đấy, những cái ruộng này bị nhiều thì là không nói rồi, nhưng mà những cái ruộng ấy, ruộng này cũng bị nhiều này, ruộng như này cũng bị nhiều đấy, ruộng này cũng bị rất là nhiều luôn này, rất nhiều rêu đá luôn, vài ruộng nó không phải vài vì cái nước nó kiểu nó chảy, nước đấy nó chảy mọi người. Đấy, khi mà không làm lúa thì thôi, thì chắc là không có những cái rêu đá này đâu. Giờ làm lúa là rêu đá, nói chung làm lúa là rất là nhiều cái loài sâu bệnh mọi người ạ. Đấy, nó lắm đủ thứ loài sâu bệnh, nó là đủ thứ loài ở dưới ruộng luôn. Đấy, cái ruộng này thì nhìn nó còn đỡ, đấy, nhưng mà vẫn bị vàng nhiều.
Vài từ đây luôn nhanh. Gió bây giờ thì vài đừng nói vài. Một ruộng hái thảo là được thôi. Hái là một thảo thôi. Vì vài ít thôi, đừng có vài nhiều. Ruộng nào cũng có rêu đá cả mọi người. Bây giờ phải vài rải những cái vối này xuống thì nó mới xử được hết được cái rêu đá đấy. Ruộng này ruộng thứ ba này cũng rêu đá rất là nhiều luôn này. Đấy, nói chung là người nông dân mà trồng được cây lúa nói chung cũng rất là nhiều công đoạn và vất vả mọi người, mà cũng phải biết mọi người ạ. Đấy, như ruộng này nhìn đẹp mọi người này. Cái ruộng này thì nhìn nó đẹp, mà cái ruộng dưới kia mình thấy là kiểu cây nó vàng, nó chảy thế đấy. Ruộng này cũng đã có một ít rêu đá đây đấy. Đấy, nó vừa nổi ít thôi. Đấy, nó nổi ít một đấy. Nổi ít một thế này cũng phải là một ít. Ruộng nào mà ít thì cho ít vối hơn. Còn ruộng nào mà nhiều thì sẽ là cho nhiều vối hơn. Đấy. Nặng thế này mà cho tay xuống nước đấy mọi người, nó buốt lắm, nước nó buốt lắm, nó lành đấy. Cái mà mình thấy cũng vàng hết luôn, nó vang nó quấn hết này rồi. Đây này, những cái mà đây này nó vang nó quấn hết đây này, đấy, nên nó lành quá đấy mọi người. Vì vang nó quấn hết luôn. Ở đâu kia cũng rất là nhiều cái bị vang quẩn đấy. Không biết quay lên thế này nhìn có thấy rõ không nhá. Lá nó bị vang hết. Mà từ hôm cậy đến bây giờ cũng là hôm nay là cũng là 10, 11 hôm rồi. 10, 11 ngày rồi. Mà nhìn nó không phát triển được như ở Việt Nam mình ấy, hoặc là cậy vào mùa mưa thì mọi người. Là nó 10 hôm đấy, 10 nói chung khoảng tầm 15 20 hôm là nó phát triển nhanh lắm. 10 hôm là nhìn nó cũng khác rồi, mà đấy là chưa thấy nó phát triển được một cái gì khác luôn. Đấy, nhìn càng ngày nó càng bị vàng lúa luôn, vàng hết đấy, những cái ruộng này này. Lúa nó vàng hết luôn này.
Đấy, nước nối thì vẫn đầy đủ. Nó vang nó còn chết nè mọi người ạ. Vài hôm nữa chắc phải đi dằm đấy. Mà thì đang trưa lại một ít. Đấy, ruộng nào cũng thế mọi người. Đấy, cái mà đấy, lá nó bị vang hết luôn. Đấy, nó cũng là không phát triển được rồi. Bây giờ con bị vang này chắc là nó gió, thời tiết nó lành quá, hoặc là gió đất thế nào đấy, đất chua hay là đất chất phèn như đấy. Nhưng mà đất này mình cũng đã xử lý vối rồi, xử lý 2-3 lần vối rồi, 2 lần mình xử lý 2 lần vối rồi, rồi phơi đất, rồi là ngâm đất, cũng có đầy đủ cả cái thủ tục á. Sao hay là chắc là gió lành quá mọi người, mình nghĩ là chắc là gió lành quá đấy, chứ không phải là đấy. Nói chung bây giờ chưa biết được, vì trong mùa này là trong mùa khô, mùa không có mưa rồi còn thời tiết là lành nữa đấy. Buổi đêm nó xuống dưới 10 độ C mọi người ạ, rất là lành luôn, 6-7 độ C, chứ không phải là ấy đâu. Cứ mọi người cứ nghĩ là châu Phi là không lành, nhưng mà châu Phi là cực kỳ là ấy luôn, lành luôn, lành vào buổi đêm. Mùa châu Phi thì chỉ có bên anh em mình đây chỉ có 2 mùa thôi, một mùa mưa và một mùa khô. Mùa mưa là mùa nóng, mưa nhưng mà cực kỳ là nóng luôn. Còn mùa khô thì không bao giờ có một giọt nước mưa nào, mà lại thời tiết rất là lành lắm mọi người. Chỉ có 2 mùa thôi, 6 tháng mưa, 6 tháng khô. Bây giờ đây, vì rêu đá vừa bây giờ nó thời tiết lành nữa, là bị rêu đá bây giờ là rải vối thế này mọi người, vừa xử lý rêu đá này, vừa chắc là làm ấm nước, ấm cây mà lên một tí thì nó cũng đỡ đi, chứ lành quá lúa nó vang hết đấy này. Bên này ruộng này cũng thấy này, ruộng này cũng thế, nó như mà vang hết này. Giờ rải vối này không biết có sao không, nhưng mà hôm là ở bên anh lính phía liệu đấy cũng bị rêu đá như này, cũng rải vối xong 1-2 ngày là rêu đá này nó từ mất hết. Thế mà cây mà không sao cả, nhưng mà bây giờ mình rải thì không biết có làm sao không, thì mình cũng không biết mọi người, cũng chưa biết thế nào cả. Vì thấy bên anh lính phía liệu là cũng là rải vối xử lý rêu đá rồi, thì cũng học hỏi kinh nghiệm từ bên đó đấy, rải vối để xử lý. Bên mình rải có bên có làm sao không, cái lúa có làm sao, có bị gì không, không sao là không sao mọi người. Đấy, bao nhiêu công của cống thôi, cống thì là người dân anh em mình là trồng ở đấy rồi, bây giờ mà chỉ mong sao là nó thành cống thôi. Vì mùa này là mùa khô, mùa trồng thử nghiệm, thành cống thì ở bên anh Linh Philip là trong mùa mưa là cũng đã thành cống rồi. Còn bây giờ mùa khô tất cả anh em trong team đều trong thử nghiệm. Anh như bên này đấy, bên này đất đấy, mình đã chuẩn bị rất là nhiều rồi.
rất là nhiều đất bên này đấy. Nhưng mà mình không dám trồng mọi người, không dám trồng thêm lúa, vì bây giờ là chưa biết như thế nào, vì là đang là cái mùa khô, mùa trồng thử nghiệm bên này. Đây, đất bên này mình trồng là bao nhiêu dưới này, rất là nhiều. Nhưng mà mình có dám mang cái mà lên trong đấy đâu. Đất đã chuẩn bị bao nhiêu là ôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 là 8, thêm 8 mà. Thừa bé bé thế này nữa, nhưng mà có dám là trong đứa mà sang trong thêm đâu. Phải chờ ở bên này nó thành công rồi mọi người, để mùa mưa thì bắt đầu mới mở rộng bên này, rồi mới mở rộng sang bên kia nữa, trong trên diện rộng luôn là mùa mưa. Bây giờ mùa khô này trong thử nghiệm ấy, mùa đầu tiên ấy, đất thì là phèn nhiều chúa đất, thời tiết thì không có mưa, không có mưa đang con này, thời tiết rất là lành nữa. Đấy, rải vôi xong rồi mọi người, đấy tất cả ruộng là đã rải vôi xử lý rối đá vôi đá rồi, không biết là ngày mai thế như thế nào. Bây giờ để đi vào nghỉ thôi, vì làm gì cũng thế, rải vôi hay chăm sóc cái gì cũng phải chiều mọi người, từ 4 năm giờ chiều đấy. Đấy, ở nhà cũng thế, Việt Nam cũng đi bón phấn bón lân gì thế, cũng là rải tầm chiều thôi, chứ giữa trưa mà trời nắng đi rải cái này thì toáng cả người, toáng cả lúa chứ không phải. Lava đi, quay lava. Đấy, anh lên rửa để về nghỉ ngơi tối thôi. Đấy, con khu vực bên này đây mọi người. Đấy, ở đây là mình đã cho bới khóa để chia cho người dân cũng như là các anh tổ trưởng tổ phó đây rồi. Từ đây xuống đến dưới kia đấy, nó băng có thể là rộng hơn nửa bên này nữa, là đến mùa mưa là mình sẽ là trồng lúa ở bên này luôn, ở phía dưới kia nữa. Nói chung ở nếu mà trồng ở đấy thì khoảng tầm là được khoảng tầm 3 đến 4 mẫu ruộng gì đấy là được, là sẽ trồng vào mùa mưa. Còn mùa này là mùa trồng thử nghiệm thì chỉ thế thôi, chứ cũng không dám trồng nhiều đâu mọi người. Cái từ hôm giờ 10 hôm rồi mà không thấy cái mà phát triển gì, mà chỉ thấy là nó yếu hẳn đi, nó vàng, nó yếu, nó chết đi. Rồi, mua lành cái gì chậm, nó đi vào nghỉ ngơi thôi. Nhà mình cùng xin trở về u. Được con nữa. Bồ cho mướn chạy tiền. Cái mướn đi vừa sau rồi ngắn được cho vẽ sạch cái hối mướn không ấy. Trẻ này hối hay là hối mối, cái này đừng đâu là hối đi. Thế thế thôi, thế bây giờ cùng tối rồi, anh em mình cùng xin phép về nghỉ ngơi, cũng như là để người dân về nghỉ ngơi. Thì nói chung hôm nay cũng là cái ruộng cày mọi người cũng được chục hôm, hơn chục hôm rồi mà chưa phát triển, mà còn phát triển cái rễu đá nữa, em phải mua một ít vôi vào xử lý, không biết là như thế nào. Bây giờ bên này không nói được điều gì mọi người, chỉ mong sao là nhờ vào ông trời giúp đỡ thôi. Thì video này mình cùng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hãy vào có ý nghĩa, hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi, để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nhá. Chào các bạn. Còn những cái tấm này sẽ ngày mai sẽ bắt đầu là lợp lên tiệm mọi người, vì làm đến cao đây, nói chung là tháng rồi là dàn những cái dàn giáo không đủ đấy, không có là cứ
chế cái này chế cái kia là để mà treo lên để mà làm.